Cô mến chào các em học sinh lớp 1. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài 2 vần ép, vần ếch, vần ít trong chủ đề 10 của môn tiếng Việt. Cô mời các em sở sách cho cô trang 102, 103. Các em chú ý, bài học có 2 trang. Tiết học này cô sẽ dạy các em tiết 1. Trang phía bên trái đó là trang 102. Bây giờ cô và các em chúng ta cùng vào bài học nhé. Trước hết, cô trò mình cùng đi vào phần khởi động. Hãy quan sát tranh và cho cô biết trong tranh vẽ những gì. Trong tranh có con vẹt. Cô có từ vẹt. Bạn gái đang tết tóc, cô có từ tết tóc. Bạn trai đang bệt màu, cô có từ bệt màu. Mẹ đang cho gà vịt ăn đấy các em ạ, cô có từ vịt. Ở đây các em có biết quả gì không? Đây là quả mít các em ạ, cô có từ mít. Các em hãy chú ý, tiếng vẹt có vần ép, tiếng tết trong từ tết tóc, tiếng bệt trong từ bệt màu đều có vần ép. Tiếng mít, tiếng vịt có vần ít. Vần ép, vần ép, vần ít. Đó là các vần mà trong bài học này cô sẽ hướng dẫn các em. Bài 2, ép, ép, ít. Các em đọc lại cho cô nhé. Ép, ép, ít. Đây là vần ép. Các em nghe cô phát âm nhé. Ép, ép. Nào, chúng ta phát âm theo cô. Ép. Bây giờ, cô trò mình cùng phân tích vần ép nhé. Vần ép có e ghép với tờ. E đứng trước, tờ đứng sau. Chúng ta đánh vần là e, tờ, ép. Chúng ta đánh vần lại một lần nữa nhé. E, tờ, ép. Rất tốt. Các em đọc trơn là ép. Chúng ta hãy quan sát lên hình và cho cô biết đây là hình ảnh gì? Đúng rồi đấy các em ạ, đây là đất sét. Vậy có vần ép rồi, muốn có tiếng sét ta làm như thế nào? Có vần ép, muốn có tiếng sét ta thêm âm sờ đứng trước vần ép, dấu sắc trên đầu âm e. Chúng ta đánh vần là sờ ép sét sắc sét. Nào, các em cùng đánh vần theo cô nhé. Sờ, ép, xét, sắc, xét. Các em đọc trơn là xét. Cô có từ đất, xét. Các em đọc cho cô từ này nhé. Đất, xét. Các em có biết đất xét dùng để làm gì không? Cô mời các em nhìn lên màn hình. Đất sét dùng để làm các loại bình gốm mà ba mẹ mình vẫn thường mua về để trưng bông đấy. Ngoài ra, đất sét còn dùng để làm ly chén mà chúng ta sử dụng ăn hàng ngày. Trong học tập, các em sẽ được sử dụng đất sét ở trong môn mỹ thuật. Các em lưu ý, khi học, khi chơi bằng đất sét thì chơi xong, các em cần phải dọn gọn gàng và rửa tay sạch bằng xà bông nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại bài nhé. Ép, sét, đất, sét. Cô lưu ý, đối với các bạn chưa đọc trơn được thì các em đánh vần nhé. Cô giới thiệu với các em, đây là vần ép. Chúng ta phát âm là
S. S. Nào, chúng ta cùng phân tích vần S nhé. Vần S có E ghép với tờ. E đứng trước, tờ đứng sau. Chúng ta đánh vần là E, tờ, S. Các em đánh vần theo cô nhé. E, tờ, S. Rất tốt. Chúng ta đọc trơn là S. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cho cô biết đây là hình ảnh gì? À, đây là hình ảnh tết tóc đấy các em ạ. Các em cho cô biết có vần S, muốn có tiếng tết ta làm như thế nào? À, có vần S, muốn có tiếng tết thì chúng ta thêm âm tờ đứng trước vần S, dấu sắc trên đầu âm E. Chúng ta đánh vần tiếng tết nhé. Các em nghe cô đánh vần một lần này. Tờ, S, tết, sắc, tết. Nào, các em cùng đánh vần theo cô nhé. Tờ, S, tết, sắc, tết. Rất tốt. Chúng ta đọc trơn là tết. Cô có từ tết tóc. Các em đọc theo cô. Tết tóc. À, đối với các bạn gái thì mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta đánh răng, rửa mặt, rồi nhờ bà, nhờ mẹ hoặc là nhờ chị tết tóc cho gọn gàng để được xinh xắn hơn nhé. Chúng ta đọc lại bài. S, tết, tết tóc. Kèm hãy nhìn lên màn hình và cho cô biết đây là quả gì? Cô đoán là có nhiều bạn đã biết loại trái cây này rồi. À, đây là quả mít đấy các em ạ. Cô có từ quả mít. Kèm hãy cho cô biết trong từ quả mít tiếng nào chúng ta đã được học? Đúng rồi đấy các em ạ. Trong từ quả mít, tiếng quả chúng ta đã được học. Còn tiếng mít, bây giờ cô trò mình cùng phân tích nhé. Trong tiếng mít, âm nào chúng ta đã được học rồi? À, trong tiếng mít, âm M chúng ta đã được học rồi. Còn vần X, hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em. Đây là vần X. Chúng ta phát âm là X. Nào, các em hãy phân tích vần X cho cô nào. Vần X có Y ghép với tờ. Y đứng trước, tờ đứng sau. Chúng ta đánh vần là Y, tờ, X. Các em đánh vần theo cô một lần nữa nhé. Y, tờ, X. Chúng ta đọc trơn là X. Chúng ta phân tích lại tiếng mít nhé. Tiếng mít có âm M ghép với vần X. Âm M đứng trước, vần X đứng sau. Dấu sắc trên đầu âm Y. Chúng ta đánh vần là M, X, mít, sắc, mít. Chúng ta đọc theo cô nhé. M, X, mít, sắc, mít. Rất tốt. Chúng ta đọc trơn là mít. Cô có từ quả mít. Các em đọc cho cô. Quả mít. Rất tốt. À, các em ạ, quả mít là một loại trái cây có rất là nhiều ở miền Nam chúng ta. Đây là một loại trái cây rất là bổ dưỡng. Nếu bạn nào chúng ta chưa được thưởng thức loại quả trái cây này thì chúng ta có thể nói ba mẹ mua về để mình thưởng thức nhé. Chúng ta đọc lại bài cho cô. Ít mít, quả mít. Cô vừa hướng dẫn các em học vần S, vần S, vần X. Các em hãy quan sát kỹ và cho cô biết cả ba vần này có điểm gì giống nhau và có điểm gì khác nhau. Cô tin là các em đã nhìn ra điểm giống nhau và khác nhau rồi. À, cả ba vần này giống nhau đều có kết thúc bằng âm tờ. Điểm khác nhau, vần S có E đứng trước. Vần S thì có E đứng trước. Vần X thì có Y đứng trước. Do có sự khác nhau nên khi đọc, các em cũng cần lưu ý chúng ta đọc khác nhau nhé. Chúng ta đọc lại cho cô một lần nữa nhé. S,
ếch, ít, rất tốt. Bây giờ cùng mời các em đọc lại toàn bài một lần nhé. Ếch, sét, đất sét, ếch, tết, tết tóc, ít, mít, quả mít. Cô khen các em đọc bài rất tốt. Các em thân mến, cô đã hướng dẫn các em đọc vần, tiếng và từ. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ ghi vần và tiếng nhé. Cô hướng dẫn các em viết chữ ghi vần S. Đặt bút tại giữa dòng kẻ thứ nhất, chúng ta viết chữ E. Rê bút lên, chúng ta viết chữ tờ. Thì chúng ta được chữ ghi vần S. Cô hướng dẫn các em viết chữ ghi tiếng sét. Đặt bút tại đường kẻ ngang thứ nhất, chúng ta viết chữ sờ. Nối bút, viết chữ ghi vần S. Dấu sắc đặt trên đầu con chữ E, chúng ta được chữ ghi tiếng sét. Các em tiếp tục nhìn lên màn hình, cô hướng dẫn các em viết chữ ghi vần S. Đặt bút tại giữa dòng thứ nhất, chúng ta viết chữ E. Rê bút lên, viết chữ tờ. Nhấc bút lên, chúng ta viết nét ngang của tờ và dấu mũ của E. Chúng ta được chữ ghi vần S. Cô hướng dẫn các em viết chữ ghi tiếng tết. Đặt bút trên đường kẻ ngang thứ hai, chúng ta viết chữ tờ. Nối bút, viết chữ ghi vần S. Dấu sắc đặt trên đầu con chữ E, chúng ta được chữ ghi tiếng tết. Các em chú ý lên màn hình, cô hướng dẫn các em viết chữ ghi vần ít. Đặt bút trên đường kẻ ngang thứ hai, chúng ta viết chữ Y. Rê bút, viết chữ tờ. Nhấc bút lên, chúng ta viết dấu chấm của Y và nét ngang của tờ. Chúng ta được chữ ghi vần ít. Cô hướng dẫn các em viết chữ ghi tiếng mít. Đặt bút tại giữa dòng thứ hai, chúng ta viết chữ M. Nối bút, viết chữ ghi vần ít. Dấu sắc đặt trên đầu con chữ Y, chúng ta được chữ ghi tiếng mít. Cô hướng dẫn các em viết chữ ghi tiếng mít. Đặt bút tại giữa dòng thứ hai, chúng ta viết chữ M. Nối bút, viết chữ ghi vần ít. Dấu sắc trên đầu con chữ Y, chúng ta được chữ ghi tiếng mít. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em viết chữ ghi vần và tiếng của bài học hôm nay. Bây giờ, chúng ta lấy sách tập viết ra và dở trang 28 để chúng ta viết bài nhé. Cô lưu ý các em, nếu bạn nào chưa mua được sách tập viết thì chúng ta viết vào vở ô ly nhé. Đây là trang 28. Các em sẽ viết các chữ ghi vần và tiếng của bài học hôm nay. Ở trong bài có các dấu chấm. Khi viết, các em sẽ đặt bút tại các dấu chấm để viết. Các em lưu ý, khi viết các em cần phải ngồi thẳng lưng để cho chữ viết đẹp hơn và chúng ta cũng không bị cong vẹo cuộc sống nhé. Các em thân mến, như vậy, cô đã hướng dẫn các em học xong tiết 1 của bài 2, vần S, vần S, vần ít. Các em hãy đọc lại bài và hoàn thành bài viết ở trang 28 cho cô nhé. Và các em cũng tìm thêm cho cô các từ mà có chứa phần S, vần S, vần ít hôm nay mới học để chúng ta chuẩn bị cho tiết học thứ hai nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào các em nhé.